vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa kênh thông tin giải trí hàng đầu xin còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay có rất nhiều tin đồn và dự đoán về kết phim của dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn liệu có thể là Happy Ending chọn vẹn cho cặp đôi cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu hay không ở tập 2324 phát sóng ngày 27 tháng 3 thì đã giải quyết được vấn đề đi Đức du học của cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu khi mà Lâm Chi Hiệu cũng nhận được lời mời sang Đức để đào tạo solo Bên cạnh đó thì gia đình Lâm Chi Hiệu cũng tình cờ phát hiện mối quan hệ của cô với Cố Ngụy, bác sĩ liền thẳng thắn thừa nhận tuyên bố hai người đang hẹn hò, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Thế nhưng khán giả chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì theo preview ở các tập 25-26, dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn lúc này mới bắt đầu bước vào giai đoạn cầu huyết, nam chính, nữ chính ngược nhau, cũng ngược khán giả đau lòng khóc ra nước mắt. Cố Ngụy vì cấp cứu cho bệnh nhân mà vượt quyền bị gia đình bệnh nhân kiện cáo tung scandal lên mạng khiến không chỉ công việc và danh tiếng của anh đều bị ảnh hưởng, thậm chí có nguy cơ bị đuổi việc. Đúng lúc đó thì bố mẹ của Lâm Chi Hiệu muốn gặp bạn trai của con gái mình, liên gọi cố Ngụy đến nhà ăn cơm, hỏi đến chuyện kết hôn của hai người. Cố Ngụy bởi đang gặp nhiều rắc rối tương lai chưa thể xác định tốt hay xấu, chỉ có thể thành thật từ chối lời hứa với thầy Lâm. Điều này đương nhiên khiến cho Lâm tri Hiệu rất đau lòng và tức giận, khiến hai người cãi nhau nảy lửa. Trong preview còn có thể thấy Cố Ngụy vừa lo lắng công việc vừa lo lắng vì bạn gái, chỉ mấy ngày mà tiêu tụy đi rất nhiều. Trên các diễn đàn thì có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về việc dự đoán diễn biến tiếp theo cũng như kết phim dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Có lẽ vì toàn bộ thời lượng phim đã chiếu đều rất ngọt ngào nhẹ nhàng và xuân sẻ khiến người xem bỗng nảy sinh cảm giác bất an, sợ rằng cuối phim sẽ là một pha cua gắt cho cái kết không như mong đợi thì chắc con dân dư sinh sẽ khóc hết nước mắt. Ở Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn tập 24 có thể thấy dấu hiệu bệnh tình của cha Lâm Triệu Hiệu chuyển biến xấu có tin đồn cho rằng Thầy Lâm bệnh tình trở nặng, không dám nói chắc là đến cuối phim có thể an toàn hay không, hay là biên kịch sẽ khiến con dân khóc hết nước mắt vì sự ra đi của Thầy Lâm. Nếu trong tình huống xấu nhất là Thầy Lâm không qua khỏi, Cố Ngụy lại là bác sĩ điều trị chính của thầy, liệu nó có ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh với Lâm Chiêu hay không? Ban đầu thì Cố Ngụy có cơ hội đi Đức giao lưu học tập một năm nhưng vì Lâm tri Hiệu mà quyết định từ bỏ. Sau đó thì Lâm Chi Hiệu lại được mời sang Đức đào tạo xe lô. Sự mâu thuẫn đã được giải quyết một cách may mắn đến thần kỳ để cho hai người có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu bên trời Tây. Thế nhưng Cố Ngụy lại nói một câu như dự đoán trước biến cố ở các tập tiếp theo. Nếu anh gặp chuyện không cùng em sang Đức được thì sao? Và ngay cuối tập 24, sự cố y tế trong khi phẫu thuật của Cố Ngụy đã xảy ra. Và đoạn preview cho thấy đến cả sự nghiệp của anh còn bị ảnh hưởng, chưa được nói đến việc sang Đức du học. này thì áp lực lại đẩy sang phía Lâm Chí Hiệu, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành ngôi sao solo nổi tiếng thế giới. Cô đã cố gắng đến tuyệt vọng để có thể tham gia vào dàn nhạc của trường, có được cơ may biểu diễn và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nếu bây giờ vì cố ngụy mà Lâm tri Hiệu từ bỏ cơ hội đào tạo này thì quả thực là rất khó. Không thể nói Lâm Chí Hiệu ích kỷ khi băn khoăn lựa chọn giữa cố ngụy và việc đi Đức, trong khi anh đã dứt khoát từ bỏ để ở lại bên cô. Bởi vì cố ngụy dù sao cũng là bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn, sự nghiệp, công việc và tài năng đều khá vững vàng rồi, trong khi Lâm Chí Hiệu chưa có bất cứ cứ một nền tảng nào vững chắc. Chuyến đi Đức này là cơ hội đầu tiên và có thể là cơ hội đổi đời của cô, làm sao có thể dễ dàng lựa chọn. Với những diễn biến mới nhất của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn thì khán giả có thể dự đoán đến 7749 các kịch bản kết phim từ hạnh phúc nhất đến cầu huyết nhất. Nhưng Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn là một bộ phim nhẹ nhàng ngọt ngào từ đầu đến tận bây giờ. Khán giả tin rằng biên kịch sẽ không mất não tới mức bẻ lái cho kết phim SE được đâu. Dự đoán kết phim dư sinh được nhiều người đồng tình nhất đó chính là vì bệnh tình của thầy Lâm trở nặng nên Lâm Chi Hiệu sẽ từ bỏ cơ hội sang Đức đào tạo. Cùng với đó, Cố Ngụy cũng không đi Đức du học vì gặp sự cố công việc. Hai người đều ở lại cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn của Cố Ngụy, từng bước thuyết phục gia đình hai bên để có thể kết thúc bằng màn cầu hôn như trong trailer phim. Hoặc cái kết thứ hai mà khán giả cũng cho rằng khá hợp lý chính là scandal của Cố Ngụy được giải quyết nhanh chóng, bệnh tình của thầy Lâm cũng không quá nặng, nên hai người vẫn có thể cùng nhau đi Đức. Và trước khi đi, để đảm bảo sự an tâm cho gia đình, Cố Ngụy quyết định cầu hôn Lâm Trí Hiệu, hai người có thể đính hôn trước giống như tình tiết trong nguyên tác. Vậy còn đối bạn thì bạn có dự đoán như thế nào về cái kết của phim Sư Sinh? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết nhé! đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại.